Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Tiếp tục cái chuyến thiện nguyện hôm nay, Minh Hoàng có cái duyên là cũng do một mạnh thường quân ở bên Mỹ, chị tạm thời giấu tên, có gửi cho Minh Hoàng một số quỹ để giúp đỡ cho bà con nghèo gặp khó khăn và gặp hoạn nạn. Thì hôm nay Minh Hoàng tiếp tục viếng thăm một cái gia đình của anh này kìa, cũng hết sức là khổ. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nha. Chào anh. Chào anh. Anh tên gì? Tên ngoại tên Bảy, tên trong Trần Công Minh. Trần Công Minh. Tên ngoại kêu tên Bảy không? Tên ngoại tên Bảy ha. Năm nay anh Minh bao nhiêu tuổi rồi? Sinh 85 á. 85 còn nhỏ hả? 85 là năm nay mới có 49 tuổi. Đâu có 40 hay gì ạ? Ấy bên 39 tuổi. 39. 39 tuổi. Lộn, 39 tuổi. 39 tuổi mà rồi anh bị sao vậy? Té xe đi làm, ta chở về cái người ta sụp bờ lề té gãy. Đi làm gì? Đi anh út cái cửa nhà nè, đi theo cũng như đi theo trên lơ vậy đó, chứ ai kêu gì làm nấy. Cái chủ chở về, chủ mà kêu ảnh bốc hàng á. Chở về cái gãy ở La Dung chở về. Bị sụp hả? Thì ta sụp bờ lề, sụp bờ Đồng Tháp này nè. Ngay chùa của bà. Bị gãy sao, bị như thế nào? Ngay sống mổ ngay đây. Gãy lên sống lưng luôn hả? Gãy sống lưng luôn, liệt liệt từ đây xuống không cảm giác. Tơi nhất. Bị lâu chưa? Cũng cỡ 7-8 năm gì, 2010 mấy á. 8 năm hay gì rồi? 8 năm nay là em phải chịu cái cảnh vậy hả? Dạ. Chứ mổ da bằng quang đồ tùm lum nè. Dạ, mổ bây giờ cũng còn... Mổ cũng hồi gãy năm mấy là da tới giờ mang ống hoài vậy đó. Mang ống bên ngoài luôn hả? Nửa tháng thay 1 lần, 5 ngày thay bịch này bỏ 1 lần. Cứ nửa tháng thay da ống này 1 lần. Còn nghẹt giờ nào là thay giờ nấy chứ không có nói là nửa tháng. Có khi thay nay mới thay nữa cũng không chừng. Nghẹt lớp bơi ở trong á. Trước khi em bị cái tai nạn vậy, em có vợ không? Có. Rồi vợ em đâu? Vợ thôi, hồi trước gãy sống tới giờ rồi. Trước khi bị luôn hả? Trước khi bị, rồi sau này thôi, rồi sau này mới bị. Cũng lâu. Rồi em có con không? Có, thằng con 17 tuổi. Ở với em hả? Ở với em. Bây giờ cháu nó làm gì? Cũng đi vô chị ba đi bắt ốc rồi nè. Ốc bắt cá gì đó. Bán. Kiếm tiền bán về hai cha con sống hả? Ừ, bán đồ này kia. Chứ nó đâu làm gì đâu. Mới 10 mấy tuổi. Quá. Ăn nóng quá ha. Nóng, cái này bị trong, nóng. Nóng. Không, chờ bên này coi thứ hai khảo sát coi anh ha. Chứ lỡ gì người ta nói là mình... Rồi bảy rồi vệ sinh rồi sao? Vệ sinh thì con nó về nó múc nước đồ tắm đồ cũng nó không à. Không có tại mắc cái này đâu nè, đi thì nó vớt tùm lum. Có đứa con nó cũng đỡ khổ. Đi trong chị ba bắt ốc bắt cá rồi chiều cái nó về, sáng bắt cơm xong nó đi. Còn thì, nhà lăn gian vậy. Em Minh cũng rất là đẹp trai ha. Ngoài sau cái té không bị chạy gì trơn á, người ta sụp cái người ta ngồi im trên xe luôn, à mình là lộn trên đầu người ta luôn á, chưa vớt đất nữa gãy rồi. Người ta không vậy là mình lộn lại nằm trên đầu người ta luôn á. Là chỉ có mình em bị ha. Ông kia ông nguyên hiện ông ngồi y thinh luôn, y gian ngồi trên xe vậy đó. Ông kia không bị gì hết không, mà chỉ có mình em bị thôi. Dạ. Rồi bị mổ cái lưng sống đây nè. Rồi. Gãy là hết cảm giác luôn đó, gãy là biết liền luôn đó, không rồi, còn mổ sao tự nhiên mổ bàng quang nữa. Bàng quang là kiểu như khúc dưới này nó mất cảm giác rồi, bác sĩ là không mổ là nó sẽ hư luôn. Thặng ở nước, tại vì tiểu mắc không kiểm soát. Muốn da là da đó, rồi cái nó ứ lại cái nó sợ thặng hư. Cái nghĩa là giống như là mình bị không mổ cảm cái giác xương sống nó bị mất cảm giác. Không phải, gãy là mất cảm giác. Gãy là mất cảm giác. Bác luôn. Sĩ là gãy cổ cốt chết, gãy đây là liệt hai tay hai chân luôn, nằm liệt luôn đó. Mà lúc đó cái đầu mình không sao cũng đỡ. Không. Tại vì chưa vớt đất mà. Còn dính trên xe luôn. Còn nằm trên xe gãy rồi.
ghê vậy. Lộn lại gãy à, nằm trên xe. Lúc cũng đó chạy có lẹ không? Ông chạy cũng chậm mà ông tránh xe. Tránh xe. Nói chung xe tải nó ép. Rồi ông tránh sát bên đây nè, qua Đồng Tháp cái tới rồi cọ cả tàu mình nè, chùa Cô Bảo nè. Trong chùa Cô Bảo. Như đi lơ cho nốt xuống là Dung bóc cái nổi về Tiền Giang. Rồi ông chủ kêu bóc cái nổi đó, ông là thôi để ông chở về đây sẵn qua Long Xuyên. Ông cho lính ông ra Tiền Giang á, mình thấy vậy cái không lẽ mình không cho lính ông đi, cái đi cái ông chở về bị gãy. Chung đó ông vô tình lắm, bỏ lo gì. Rồi bỏ luôn. Luôn ông sau này hả? Thưa công an rồi, công an tìm lên Sài Gòn là ổng cha mẹ ổng từ rồi cũng không biết gốc gác, thôi bỏ luôn. Cũng như không phải mình kêu công an vô cuộc rằng có tiền để mình chạy chữa thôi. Nói chung tơi nhất này này là lúc rồi, nào cũng tơi. Em thôi vợ lâu chưa mới bị? Cũng lâu á. Quên không biết nhiêu năm, nhưng mà con đang học lớp 4, thằng nhỏ, thằng lớn á. Là anh, thôi em vợ. Mấy đứa? Hai đứa mà khối u não mắt thằng hồi vợ chồng còn sống. À, bị mất. Bị cũng 4 5 năm nứt sọ rồi nổ trọng mắt, nói chung ra banh ghê, hết á. Gì ghê vậy? Nằm mấy năm mới chết á. Nổ trọng mắt, cái đầu bị lớn nè, nứt sọ luôn. Văng trọng mắt nổ luôn mà. Rồi cản nói chung tê nhất lắm. Bàng quang thì nếu đâm ống chịch thì nó đau, mổ gì nè. Mổ đi mổ lại là 3 lần bàng quang á. Nhưng mổ cái nó bị xì nước. Bây giờ em ấy vẫn còn mang cái bọc quý vị. Giống như ống bịch rồi nè. Ống bịch nửa tháng thang lần có khi mơ anh lai thai mê bị cũng được. Có nghĩa là bên trong nó bị nghẹt trong á. Cặn bã ơi, bên trong có cái lớp bơi lỗ nó mới đi ra đây nè. Chứ nó không có cảm giác. Chứ không đâm nó đường dữ. Không phải giờ uống nước thì ra đây à, chứ đâu có đi đường dưới nữa. Tại mỗi lần đường dưới nó bất tiện, nó không có đi ra. Ra bệnh viện Bình Dân, qua y học rồi về Long Xuyên mới ra bàng quang nè, đa pha. Bác sĩ là không ra là hư thẳng luôn đó. Chiếc xe này bộ muốn hư rồi hả? Dạ, tại vì nó xét chung ra tay chân lăn phải có cái này nè. Dính vô nhiễm trùng á. Ừ, rồi sinh. Cái rồi. Đó kỹ chứ để mà chét chét cái nhịn bóc rồi. Vô cái vết thương nó nhiễm không, trùng. Không, mà nó cũng dính hết trơn à. Dính giờ này xét hết một hết. Xin rồi là chụp hình cái ngự đây nè, bên bên ấy á, chụp hình rồi gửi về bên chỗ mà từ thiện á, từ thiện người ta là còn cái đang ngồi chiếc xe rồi người ta cuốn khảo sát lại, người ta thấy đang ngồi xe, ta là ngồi sau lại xin nữa mà vô cuộc nó hư hết rồi. Nó mục á. Mục. Xét nó mục. Dạ không biết gãy như nào đó. Vết thương thì không nói mà sợ nó vết thương, nhiễm vết thương á. Với cái xét xét này là bóc cái em mà em này mà nó cũng mà, hôi rồi biết sao tay nó mù hôi đó. Em lỡ mà em chét vô trong cái vết thương là nó sẽ nhiễm trùng đó, tại vì bằng quang nè có khi nó hành nóng lạnh và cái xét này độc có khi vết tối nóng lạnh á, ngừa thuốc trong nhà xuống như thuốc hành nóng lạnh á, nóng lạnh không à, không gì hết. Rồi lúc mà thôi vợ rồi em nuôi con luôn hả? Dạ con sống bà già còn đi làm. Là mướn bốc giác phai nè, nói chung là mướn bằng cỏ, ai kêu gì làm đấy. Rồi là mướn đâu biết chữ đâu mà. Đâu làm gì đâu, bốc giác không à, bốc giác là mướn. Tớ cũng đẹp trai lắm chứ mà. Dạ. Hồi đó đi làm mướn bốc giác, giác lúa đồ ghe đồ nè. Hồi trước khi bị ghệ nhiều không? Ghệ gì đó, nghèo. Nhưng mà đẹp trai cũng mới có ghệ chứ. Không có, nhưng mà đâu nhiều đó, mình nghèo mà tiền đâu mà. Tiền đâu không dám quay ghệ hả, quen phải có tiền. Rồi hôm nay anh đến thăm gia đình em là cũng có một cái phần quà của một chị Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ gửi tặng em một cái những cái phần quà này. Và anh cũng gửi thêm cho em 200.000 để uống thuốc ha. Dạ. Với phần quà là tổng cộng cái phần quà em nhận là 500.000. Dạ. Luôn 200.000 tiền. Thì bây giờ em cảm ơn chị Mạnh Thường Quân giấu tên ha. Rồi hy vọng là sau khi cái cuộc viếng thăm này anh đến, nếu có duyên thì anh sẽ ghé lại thăm em nữa. Dạ. Cảm ơn chị Mạnh Thường Quân giấu tên đã tặng em món quà. Em cảm ơn nhiều. Yeah. Rất là đẹp trai quý vị, mà em có cái số phận, cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Bây giờ đứa con phải nghỉ học hả? Năm lớp 8 vô lớp 9 dịch bọng rồi nghỉ. Giờ nghỉ rồi đi mò cua bắt ốc kiếm tiền để hai cha đi con vô, sống qua ngày hả? Chổng á, sáng nấu cơm xong cái nó đi, chiều nó về bắt cơm
lau mình, có khi tắm rửa. Hôm nay em nhận được phần quà, cảm thấy sao, mừng không? Mừng chứ, có ăn ta cho mừng. Cảm ơn. Còn là đồ tốt không á? Dạ. Đồ cho chất lượng. Đồ gì cũng được có đó. Không, đồ dạ. Rồi, cho là phải cho đồ chất lượng, thấy không? Dạ. Cái kiểu nó là của cho không bằng cách cho. Dạ. À, thì nó cho là... mừng. Thì hy vọng qua cái chuyến viếng thăm em lần này, nếu có duyên thì tụi anh sẽ trở lại thăm em một lần nữa. Em cũng rất nhiều. Em cũng phải cố gắng lên để mình sống với con cho nó tốt chút ha. Có khi gì chứ muốn nhất giờ nào nhất à. Tối có niệm Phật không? Cũng có. Đau quá mình niệm Phật cho nó đỡ đau. Nhất nhất chứ hầm lớp nào hành nóng lạnh. Mỗi lần thay ống có khi nhất là luôn tận tầng lễ da máu luôn. Thay ống là bác sĩ tới nhà thay hay sao? Không, qua tặng Long Xuyên bởi anh bác sĩ Tư. Dù bệnh viện nó không cho. Đi Tư qua Long Xuyên. Đi bằng xe gì? Mướn xe ôm đi. Ngồi xe ôm đi hả? Đây, cái người ta chạy xe vô đây, cái ngồi giường, cái ta bồng lên xe, cái qua bển ta bồng vô phòng khám của bác sĩ Tư. Ừ. Bên Đa Khoa, bên bển á, bên cánh Đồng Quang á, sau lưng bệnh viện á. Giờ thay xong bồng về đây, cái leo lên đây, bồng lên xe. Mướn người mạnh bồng mới nổi. Cứ đi là có xe ôm, mướn xe ôm đi chứ đâu. Xa dữ ha. Mỗi lần đi vậy cực khổ. Có khi thay nay rồi thay bên bản về có khi mê nhạc nữa, tối nhạc nữa. Lúc bơi ở trong hầm lắm. Trung liệt là khúc dưới này cũng như bỏ rồi. Tơi hết á, lúc nào cũng tơi, không cảm giác. Giờ lấy dao chặt biết da máu thôi chứ không cảm giác. Tơi hết nè, không biết cảm giác gì, lụi sụi luôn. Cũng khổ quá ha. Vậy là hồi lộn lên đầu ổng là biết liệt rồi. Rồi thôi, hôm nay anh đến thì có cái phần quà trao cho em để dùng lấy Thảo ha, với lại chị Mạnh Thùng Vương. Thì có duyên tụi anh sẽ trả lời thăm em nữa. Rồi, cảm ơn. Bây giờ em ráng nghỉ và giữ gìn sức khỏe cho nó tốt ha. Rồi... hai cha con bây giờ nương nhờ nhau sống chứ biết sao giờ. Dạ, thì hai cha con miễn có gì thì chị ba nhờ chị ba giữ lãnh tiền giữ xài giữ thuốc. Dạ, thí dụ như bây giờ cho em có cái ước mơ, em có ước mơ gì không? Mơ giờ cũng gãy sống à, không ước mơ gì, ước mơ có nếu Mạnh Thường Quân có giúp đỡ thì có tiền thay ống với mua bịch, mua gạt, mua bông gòn, quảng keo, thuốc men không à. Vậy ha. Chứ không ước mơ gì. Đơn giản ha. Mấy cái đó nhiều lắm. Chiếc xe sao? Dạ. Chiếc xe sao? Chiếc xe thì bây giờ cũng không biết sao xin rồi mà bây giờ chỗ xin này người ta chụp hình về chỗ cho rồi chỗ cho rồi người ta là sao còn chụp ngồi trên xe mà lại xin xe chờ người ta thứ hai mới khảo sát lại cũng chưa biết được nữa. Ví dụ như có em có cái ước mơ có được chiếc xe mới có, nếu mà nếu mà có được chiếc xe mới dạ. Em vui không? Vui chứ, tại vì xe một hết trơn rồi. Nhưng mà xin rồi mà chưa biết làm sao nữa. Để coi người ta khảo sát lại nữa. Ví dụ như nếu có chiếc xe điện á, chiếc xe điện mà ngồi á, em chạy đi tự, em chạy đi thay băng đâu đó, ngon. Không được. Được, chạy được. Không được, vô tới đó cũng không ai bồng. À. Phải vừa vô phòng mạch nó cũng xa. Đúng rồi. Vô phòng mạch bồng nữa, tới đó phòng mạch cái cửa có một chút gì à. Bồng là ép nép vô gì nè, phải có sức mới bồng nổi cái người trên này chở nè. À, có nghĩa là mình phải thuê xe ôm. Thuê xe ôm, đặng người xe ôm mới bồng mình đây lên xe đa. Chứ chạy cũng ước khó. Mơ được chiếc xe như vậy mà xe mới mình ngồi lăng cho da, lăng vô thôi. Lăng vô cho nó khỏe thôi. Ngày yên lặng hai lần như vậy à. Ước mơ cũng rất là đơn giản ha. Chứ lên xuống nhà này bất tiện lắm. Đâu lên xuống nhà chỉ ra đây vô da không. Chứ không ước mơ gì. Xe điện đi cũng không được. Cũng không mong xe điện mong có xe này lăng giang vô à. Có chiếc xe này mà nó chứ mới đi Long cho nó sạch sẽ ha. Sạch dơ lắm tại vì ống bệnh. Nó cũng xét hết rồi. Xét rồi, cái này sơn nước sơn bạc là hai lần rồi nè. Mà nó còn lồi vậy này, cái này. Dưới chân này nó mục hết rồi nè, không dạ, biết tại nó gãy. Sơn bạc đó. Không biết nó gãy giờ nào. Chứ mục hết rồi. Xe này em dùng chắc từ đó tới nay luôn hả? Mấy năm không cũng thay có cái bánh mâm bằng mũ mà nó gãy mũ hết rồi, bỏ một chiếc này. Mỗi lần mới đầu thì xin dựng hai chiếc cũ đằng này nữa. Này cũng người ta cho không à. Gãy giờ không mua chiếc nào, xin. Rồi, thôi
Anh cũng chúc cho em được nhiều sức khỏe ha. Và chúc cho cái ước mơ của em sẽ thành hiện thực trong nay mai ha. Ước có tiền đi thay ống rồi, thay bịch, mua băng keo, thuốc đỏ, mù u vậy đó, tất cả thí dụ đủ thứ hết á. Không, cái ước nguyện của mình rất là đơn giản. Chứ không có mà mình sống chân thật thì anh hy vọng cái ước nguyện của em sẽ thành hiện thực ha. Đỡ gánh nặng cho chị, tại vì gì cũng chị hết trơn á. Chị bỏ màn không lẽ bà bỏ đâu, bà lo chị không à. Thôi rồi bây giờ em đã giữ gìn sức khỏe ha, rồi giờ tụi anh xin phép tụi anh về ha. Rồi, cảm ơn gì, anh nhiều. Có duyên thì tụi anh sẽ đến với gia đình một lần nữa. Rồi, em giữ sức khỏe ha. Rồi, Minh Hoàng cũng xin chào quý vị và các bạn. Nếu quý vị xem được cái hoàn cảnh của em Minh đây, quý vị... em mình có cái ước muốn rất là đơn giản như quý vị cũng đã nghe. Thuốc đỏ, bông gòn, rồi thay ống này phải có bôi trơn, có bôi trơn đâm vô mới vô. Không có đâm vô nó dít với cái thịt mình á, đâm nó vô phủ nó thun ngừ. Đau lắm ha. Đâm lần thun ngừ đó. Mổ gì nè, mai mổ mai là ba lần đó. Tại vì nước nó xì quá, xì lỗ mọi cũng như mình đắp đê vậy đó, nó hở lắm da. Thôi, vậy tôi anh xin phép về ha, rồi em vô nghỉ nha. Dạ. Yeah.